Cô Hân chào các em trường trung học cơ sở Chu Văn An đã đến với môn khoa học tự nhiên 6. Ở tiết trước, cô trò mình đã tìm hiểu về khóa luận văn. Hôm nay, cô trò mình tìm hiểu bài 23, thực hành xây dựng khóa luận văn. Chúng ta nhớ lại cách xây dựng khóa luận văn. Bước 1, các em phải xác định đặc điểm đặc trưng của mọi sinh vật. Bước 2, dựa vào đặc điểm đặc trưng nhất để phân chia sinh vật thành hai nhóm. Bước 3, tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai nhóm nhỏ hơn cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật. Bước 4, xây dựng khóa luận văn hoàn chỉnh. Chúng ta sang phần 2, thực hành xây dựng khóa luận văn. Đầu tiên, các em phải hiểu thế nào là côn trùng. Côn trùng hay còn gọi là sâu bọ là một lớp sinh vật thuộc về ngành động vật không xương sống, có bộ xương ngoài bằng chitin, cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng, có 3 cặp chân, mắt kép và một cặp râu. Côn trùng là nhóm động vật đa dạng nhất. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ không cánh, là lớp côn trùng nhỏ được phân biệt với các loài côn trùng khác do chúng không có cánh. Nhọn của chúng trải qua hoặc không có sự biến thái, do vậy nó giống như những tiêu bản của con trưởng thành. Do da nó mỏng nên chúng ta nhìn thấy chúng trong suốt. Bộ cánh nữa, cơ thể dẹp hoặc có hình trụ, dài từ 1 cho đến 109mm. Mắt kép phát triển, thường có thêm 2 mắt đơn. Phần phụ miệng kiểu chích hút, thường gồm có 4 đốt. Râu hình trùy, sợi gấp khúc. Cánh có hai đôi, một số loài cánh hoàn toàn tiêu giảm hoặc kém phát triển. Chân rất là đa dạng, tùy thuộc vào môi trường sống và tập tính di dưỡng. Bụng gồm các đốt dính chặt vào nhau và được cánh che phủ. Thiếu trùng gần giống dạng trưởng thành, nhưng cánh còn rất là ngắn. Bộ hai cánh, đại diện ruồi, mũi. Cấu trúc cơ thể của bộ hai cánh gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng. Đầu có 2 mắt kép, một số loài ruồi có mắt đơn, có 2 râu. Cặp cánh màng, miệng tiểu nhai nghiền, phần miệng được biến đổi thành vòi hút như là con mũi. Bộ cánh cứng, con trưởng thành có phần miệng tiểu nhai nghiền, có 2 đôi cánh. Cánh trước cứng cáp, có thể đóng mở, đồng thời cũng là một phần của bộ xương ngoài, chỉ mở khi chúng bay và gấp lại để bảo vệ cánh màng bên trong. Cánh trong lớn, cấu trúc màng được đặt bên trong dưới cánh trước. Khi nghỉ ngơi, cánh trước sẽ đóng lại theo chiều cơ thể. Khi bay, cánh giúp mở rộng ra theo chiều ngang, giúp chúng giữ thăng bằng. Bộ cánh vảy bao gồm bướm và bướm đêm, còn gọi là ngài. Đôi cánh to được bao phủ bộ lớp vảy che hầu hết cơ thể của thành viên trưởng thành. Phần miệng kiểu nhai nghiền tạo thành một cái vòi xoắn ở dưới đầu. Kiểu râu thì bướm có dạng viên hoặc dạng móc. Bướm đêm giống như sợi, có hình trụ hoặc có dạng lược. Bộ cánh mạng đại diện là con ve sầu, bọ ngựa, chuồn chuồn. Con trưởng thành trong bộ này có 4 cánh mạng, có kích thước các cánh trước và sau gần như bằng nhau, có nhiều gân mạch, có phần miệng kiểu nhai nghiền, râu hình sợi với nhiều đốt. Bộ cánh mạng đại diện là ong kiến, miệng kiểu nhai nghiền, chia thành hai loại ngậm nhai và ngậm hút, có 2 đôi cánh, cánh trước dài hơn cánh sau. Một số loài cánh ngắn hoặc không có cánh như là kiến. Bàn chân có 5 đốt là chân đi, trừ chân sau của ông thợ là chân lấy phấn. Còn theo đi nữa, chúng ta có bảng đặc điểm 7 bộ côn trùng. Bộ không cánh, cánh thì không có. Bộ cánh nữa, cánh dạng nữa, miệng kiểu vòi hút. Bộ hai cánh, có một đôi cánh, miệng kiểu nhai nghiền. Bộ cánh cứng, có 2 đôi cánh, cánh trước dạng sừng, cứng, miệng kiểu nhai nghiền. Bộ cánh vảy có 2 đôi cánh, cánh trước dạng màng, có vảy, còn miệng thì kiểu nhai nghiền. Bộ cánh mạng có 2 đôi cánh, cánh trước dạng màng, không có vảy, miệng kiểu nhai nghiền. Bụng thì cuối bụng có cái, không có kim chích. Còn bộ cánh màng thì có 2 đôi cánh, cánh trước dạng màng, không có vảy, miệng kiểu nhai nghiền, cuối bụng con cái có kim chích. Đây là cái sơ đồ khóa luận văn định loại 7 bộ côn trùng theo Linnaeus. Dựa vào đặc điểm cánh, ông chia ra làm hai nhóm là nhóm không có cánh và nhóm có cánh. Nhóm không có cánh ông ký hiệu là A. Và bây giờ nhóm có cánh này ông lại dựa vào đặc điểm là miệng kiểu nhai nghiền. Và ông lại chia tiếp tục nhóm mà không có miệng kiểu nhai nghiền ký hiệu là B.
Và bây giờ nhóm mà có miệng kiểu nhai nghiền, ông lại chia tiếp tục ra làm hai nhóm là hai đôi cánh. Nhóm mà không có hai đôi cánh thì ông tiếp ký hiệu là C. Và dựa vào đặc điểm hai đôi cánh này nữa, ông lại tiếp tục chia nhỏ ra cánh trước dạng màng. Nhóm mà không có cánh trước dạng màng thì ông ký hiệu là D. Và tiếp tục dựa vào đặc điểm cánh trước dạng màng, ông lại chia nhỏ ra làm hai nhóm là mặt cánh trước không có vảy. Nhóm mà không có mặt cánh trước không có vảy thì ông ký hiệu là E. Và bây giờ tiếp tục cái nhóm mà mặt cánh trước không có vảy, ông tiếp tục chia nhỏ ra là kim chích cuối bụng con cái. Nhóm mà không có kim chích cuối bụng con cái thì ông ký hiệu là G. Và nhóm mà có kim chích cuối bụng con cái thì ông ký hiệu là H. Đó là sơ đồ khóa lưỡng phân của theo Linus. Em hãy cho biết, để phân biệt 7 bộ côn trùng thì con người đã dựa vào những đặc điểm nào? Để phân biệt 7 bộ côn trùng thì các nhà phân loại học đã dựa vào những đặc điểm sau? Thứ nhất là đặc điểm cánh nè, cánh trước dạng màng hay là mặt cánh trước không có vảy. Đặc điểm thứ hai là số lượng cánh, là có 2 đôi cánh. Đặc điểm thứ ba là đặc điểm bụng, kim chích ở mũi bụng con cái. Và đặc điểm thứ tư là miệng, miệng có kiểu nhai nghiền. Đó là những cái đặc điểm để phân biệt 7 bộ côn trùng của các nhà phân loại học. Em hãy gọi tên các bộ côn trùng từ A đến H. A là bộ không cánh, B là bộ cánh nửa, C là bộ hai cánh, D là bộ cánh cứng, E là bộ cánh vảy, G là bộ cánh mạng và H là bộ cánh màng. Ở cuối sách giáo khoa trang 108, người ta có yêu cầu mình viết và trình bày báo cáo theo mẫu sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật. Các em làm phần này cho cô. Để làm được cái sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật, cô sẽ hướng dẫn các em. Chúng ta có năm giới sinh vật là giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Với đại diện mỗi giới, cô sẽ lấy một đại diện sinh vật nha. Giới khởi sinh thì cô lấy đại diện là vi khuẩn E. coli. Giới nguyên sinh thì cô lấy đại diện là trùng đế dày. Giới nấm thì cô lấy là đại diện là nấm rơm. Và giới động vật cô lấy đại diện là con mèo. Giới thực vật cô lấy đại diện là cây hoa súng. Để xây dựng được sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật, các em cần nhớ các bước xây dựng khóa lưỡng phân. Bước 1, xác định đặc điểm đặc trưng của năm giới sinh vật. Bước 2, dựa vào đặc điểm đặc trưng nhất để phân chia sinh vật thành hai nhóm. Bước 3, tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai nhóm nhỏ hơn cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật. Và bước 4 là vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân. Chúng ta cùng tìm hiểu đặc trưng đại diện của mỗi nhóm sinh vật. Vi khuẩn E. coli, cơ thể chỉ là một tế bào, cấu tạo rất là đơn giản, nhưng chưa có màng nhân, gọi là nhân sơ. Trùng đế dày, cơ thể chỉ là một tế bào, người ta còn gọi là cơ thể đơn bào, nhưng đã có màng nhân, gọi là nhân thật, có khả năng di chuyển, dinh dưỡng, dị dưỡng. Còn nấm rơm, cơ thể được tạo nên từ nhiều tế bào, cho nên người ta gọi là cơ thể đa bào, dị dưỡng. Con mèo, cơ thể đa bào, có khả năng di chuyển, dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng. Cây hoa súng, cơ thể đa bào, có lục lạp và khả năng dinh dưỡng của nó là tự dưỡng. Chúng ta dựa vào những đặc điểm tế bào có màng nhân, cơ thể được tạo nên từ nhiều tế bào có chứa lục lạp và có khả năng di chuyển để xây dựng sơ đồ khóa lưỡng phân. Dựa vào đặc điểm tế bào có màng nhân, cô chia ra làm hai nhóm là không và có. Đại diện cho nhóm không tế bào có màng nhân đó chính là vi khuẩn E. coli. Dựa vào đặc điểm có này, cô lại tiếp tục chia nhỏ ra làm hai, cơ thể tạo nên từ nhiều tế bào. Nhóm không có cơ thể tạo nên từ nhiều tế bào đại diện là trùng đế dày. Và bây giờ cái nhóm mà có cơ thể tạo nên từ nhiều tế bào này, cô lại dựa vào cái đặc điểm là tế bào không có lục lạp á, cô chia ra làm hai nhóm là nhóm không và nhóm có. Đại diện cho nhóm không tế bào không có lục lạp là cây hoa sen, có nghĩa là tế bào này nó có lục lạp. Còn bây giờ cái đặc điểm mà có tế bào không có lục lạp này, cô lại chia nhỏ ra tiếp tục dựa vào cái đặc điểm là có khả năng di chuyển.
Nhóm mà không có khả năng di chuyển đại diện là nấm rơm, và nhóm mà có khả năng di chuyển đại diện là con mèo. Đó là sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật đó các em. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Các em về nhà nhớ viết sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật vào tập cho cô. Và sau khi mà chúng ta đi học chính thức thì cô sẽ kiểm tra cái sơ đồ khóa lưỡng phân này. Cô thân ái chào các em, chúc các em học tốt.